Gặp rồi, má gặp rồi. Má gặp gì? Thì má gặp cái con nhỏ mà thằng Duy nó ưng đó. Thiên Kim. Ý má nói là cái con nhỏ tóc quăng như chó lông xù ở trong tấm hình đó hả? Cái gì mà xù như lông con chó vậy? Thôi đừng nói bậy nha. Nè, con người ta là con của thầy Cai Tổng Thình, danh tiếng một vùng. Ở ngoài á cũng đẹp hơn trong hình nhiều. Con của thầy Cai Tổng Thình? Ừ. Nhưng mà má ơi, con của thầy Cai Tổng Thình á thì đời nào để ý chú ba nhà mình. Má cũng đừng có mơ mộng viễn vông quá. Viễn vông cái gì? Má đã nhờ người mai mối đánh tiếng rồi. Cái gì? Má nhờ người mai mối? Ừ. Sao nhanh quá vậy má? Rồi người ta trả lời sao? Thì người ta nhận lời chứ sao. Nè, sáng mai này nè, hai đứa gặp nhau coi mắt nhau đó. Người ta nhận lời. Ừ. Gặp nhau coi mắt. Ừ. Hẹn cái gì mà nãy giờ không thấy. Cô tưởng cô con cái tổng cô ngon lắm hả? Cho cô 3 phút nữa, cô mà không tới đây á, ở giá suốt đời luôn đi. Đúng là cái thứ quê mùa thì suốt đời không khá lên được. Đợi có chút xíu mà đã mất kiên nhẫn rồi. Hèn chi 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ế. Cô nói cái gì? Sao lại là anh? Là cô hả? Đúng là quan gia ngõ hẹp. Cô đi đâu? Đứng lại đó. Tôi biểu cô đứng lại. Anh làm cái gì vậy? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Anh có tin là hả? Tôi nói ba tôi bỏ tù anh Mọc Gông không? Để dở cái giọng hách dịch. Cô tưởng bỏ tù người khác là dễ lắm hả? Tôi là thằng ngu để cho cô bỏ tù hả? Nè, anh định làm cái gì? Tôi la lên đó nha. Tôi không có làm gì hết. Tôi chỉ đi coi mắt vợ thôi. Tôi đang coi mắt cô đó. Xoay một vòng. Không. Tướng nhìn cũng ngon, chắc là sai con lắm à. Bụng nở eo thon, chắc là son son cứ mỗi năm cũng sanh cho mình một đứa. Anh đừng có mơ tưởng viễn vông. Cỡ như anh đó không có rớ được tới tôi đâu. Còn đối với tôi thì cô quá đanh đá, không có xứng đáng làm vợ của bổn thiếu gia này đâu. Vậy thì càng tốt, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Bye bye. Tôi nói chưa xong. Anh còn muốn nói gì nữa? Hôm trước cô vu oan cho con của tôi là làm mất tấm hình của cô, nên cô đã xé nát con diều của nó. Nhưng mà thật ra tấm hình này là cô tự làm rớt ở dưới ruộng. Anh trả nó lại cho tôi. Tôi không có thèm giữ tấm hình của cô làm cái gì. Tôi sẽ đưa nó lại cho cô với một điều kiện. Cô phải đền con diều lại cho con tôi. Thì ra cũng chỉ là tiền thôi chứ gì. Anh nói đi, bao nhiêu tiền? Tiền thì tôi đây không có thiếu. Không phải tiền, mà là con diều. Khi nào làm xong con diều thì đem tới nhà tôi để đổi lấy tấm hình. Còn bằng không, tôi sẽ dán nó dưới đáy nồi. Tôi nấu anh cho cô nóng quéo khét đen luôn. Anh dám? Ở đời này không có chuyện gì Khải Duy thích mà không dám làm. Không tin thử đi. Anh đứng lại đó, đứng lại đó cho tôi.